đây là siêu phẩm điện thoại Bluetooth. Toàn bộ thân vỏ được đúc bằng vàng khối, vàng nguyên khối Âu 750, bằng vàng chanh đó, đây vàng chanh, bộ phím kim cương là bằng baguette. Hiện nay trên thị trường thì cũng có thể có nhiều sản phẩm này ở ngoài, nhưng mà đa số baguette này nó là bằng đá moi hoặc là bằng kim cương nhân tạo thôi. Nhưng tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là kim cương thiên nhiên. Bộ phím baguette này cực kỳ khó và thị trường hầu như rất ít, hầu như đa số là những cái viên baguette moi CBD cực kỳ thôi. Đây là một siêu phẩm bằng phím baguette kim cương thiên nhiên. Nút chủ to lắm, to ngang ngửa chiếc nhẫn này em đang đeo là 54. Nếu như siêu phẩm này các bác đã thấy độc cực kỳ độc rồi thì em thêm một siêu phẩm độc dược hơn nữa. Đó, cái siêu phẩm này nó độc dược hơn nữa, rất là độc dược luôn. Ở đây thì nó có phần da bê, gốm ceramic, đá gốm ceramic, đúng không? Thì ở phiên bản này loại bỏ hoàn toàn những cái vị gì liên quan đến da đi, ceramic đi, và được thay vào là, đúng rồi đó em, thay vào là gì ạ? Thay vào là toàn bộ là vàng đúc nguyên khối, vàng đúc nguyên khối, kể cả hai bên hông cái sườn cũng là nè, vàng nguyên khối, vàng nguyên khối, vàng nguyên khối, nói chung tất cả bằng vàng nguyên khối. Và cái máy này không bao giờ cũ. Hiện tại cái máy này không bao giờ cũ, bởi vì toàn bộ hàng là hoàn toàn bằng da, mà nếu có trầy xước thì chỉ việc cầm cái khăn để chuyên dụng lau vàng, rút nhẹ thôi là nó bóng lửng lại như mới liền. Và nếu như có trầy rớt mớp sau thì quýnh lại Kỳ Lân Luxury để được những cái công cụ chuyên nghiệp, bởi vì Kỳ Lân Luxury là đơn vị trực tiếp không qua bất kỳ một trung gian nào về vấn đề bảo hành xử lý, hỗ trợ các bác nhanh gọn tại chỗ, không phải chờ đợi, không phải nhận, không phải là cộng tác viên, hay là không phải nói chung là mình làm từ tâm, mình làm từ yêu, từ thích, từ mê, cho nên là không có nặng thương mại nhiều, nên là tất cả sản phẩm bán ra tại sao có thể đảm bảo khẳng định 100%, bởi vì mình là người trực tiếp và khâu kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên là khẳng định được với các bác bên trong, bởi mình biết được bên trong như thế nào. Còn nhiều người bán không biết được bên trong như thế nào thì làm sao mà đảm bảo được, đúng không các bác? Đó, các bác không, cái khăn này chuyên dụng để lau vàng, cho nên là mình lau cái đen, càng lau nhưng mà lau khăn mình dùng hoài được hoài luôn, lau là nó mới. Em xoay ngược chiều rồi, đúng rồi, tính bị ngược à. Ok rồi, bây giờ một siêu phẩm dích dắt đã được giới thiệu xong, mình thêm tiếp. Nói chung là tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là có mặt tại showroom, có mặt sẵn sàng, không phải order, không phải chờ đợi, bởi vì Kỳ Lân Luxury là chuyên nghiệp về Vitu. Nói về Vitu, bất kỳ sản phẩm Vitu dinh chính hãng nào, Vitu đẳng cấp nào đều có mặt tại Kỳ Lân Luxury. Và em thấy nó hơi dơ, em lại lấy cái khăn để lau vàng, em lại lau nó, các bác sẽ được thấy sự khác biệt sau khi em lau. Các bác thấy ba siêu phẩm này thế nào? Em cầm những siêu phẩm này em rất là run, vì lỡ mà vô tình rơi một cái thôi là nó sót lắm các bác. Và một cái điều này mà rất nhiều bác từng bị lỗi là nhiều bác xài những cái Vitu á là hay bị lấy sim hoặc là không dùng nữa, rồi để cái khay sim trắng có cái phôi sim á đưa vào trong á thì nó chỉ bị gãy, nó vướng nên thành ra nó bị gãy chân sim, thành ra phải đi sửa. Đâu rồi? Ví dụ như cái máy màu trắng này đi, đây là một cái máy bằng thép zin 100%, con máy này nhập từ Nga. Thì tất cả máy của Kỳ Lân Luxury là máy nguyên thủy, nguyên bản, không qua đánh bóng, không qua dọn, không qua xử lý. Các bác có nhiều cái thắc mắc gì nè, tại sao máy bên kia nó rẻ hơn, hay là những câu đó nó rất là, em không biết phải trả lời biết bao nhiêu lần rồi. Bởi vì một con máy Vitu là những con máy đắt tiền, mà những con máy đắt tiền là có rất nhiều bộ phận và mỗi bộ phận nó cũng rất mất tiền, cho nên là chỉ cần khác biệt một hai bộ phận nhỏ thôi là giá trị cái chênh lệch nhau 5, 10, 15, 20 triệu là chuyện rất bình thường. Và một con máy zin nguyên thủy
100% đẹp như mới so với một con máy zin nguyên thủy nhưng mà cũ, nó sẽ khác biệt. Và một con máy zin nguyên thủy nhưng có sửa chữa nó sẽ giá khác biệt. Và một con máy zin nhưng mà tất cả đồ zin hết nhưng mà đồ zin lượm lặt lắp ghép thành một cái máy thì giá trị nó cực kỳ rẻ. Và các bác biết là một chiếc điện thoại giá trị thì đó là yếu tố từ sở nhà sản xuất phải nghiêm ngặt và lắp ráp phải là những kỹ sư gọi nhất về tay nghề, cho nên nó mới ra được những siêu phẩm của hãng Vitron như thế này. Cho nên là những cái máy mà nhiều bác mua đi bảo là zin 100% nhưng mà sửa chân sạc, hoặc là người ta nhiều lúc người ta không biết chân sạc sửa chưa có gì, ta không tháo bên trong ra thì người ta đâu biết sửa chân sạc đâu. Đôi khi nhìn vậy là vẫn biết chân sạc zin nhưng mà thật ra bên trong nó sửa bằng những cái kỹ thuật cao, sửa mình nhìn vô mình không biết, phải có những máy móc chuyên nghiệp, máy móc chuyên dụng kiểm tra bằng máy hiển vi thì mình mới thấy được bên trong. Cho nên là nhiều bác sẽ bảo là kỳ lăng sau mà kiểm tra khó vậy, máy nhập về kiểm tra khó vậy, bởi vì cái đầu ra đầu vào của kỳ lăng luxury cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ kỹ. Và hồi nãy em đang nói về cái tình trạng mà lỗi của cái khay sim hay bị gãy, cái sim hay bị gãy thì lý do là nhiều bác xài xong á, cái sim xong á mình không bỏ sim nữa, rồi mình bỏ cái nguyên cái miếng cái phôi sim trống mà bị cắt lỗ đâu này mình nhét vào, cái đút ra thì nó móc chân sim vô để gãy, thành ra phải xài thay chân sim nhiều lắm. Và nhiều bác bỏ sim mới bây giờ á, sim mới bây giờ thì nó bị có từng khúc nó ghép lại, tức là ba mặt nó ghép lại á, thì khi mà bỏ vào nó không có đều á, nó sẽ bung ra, mình móc ra nó móc dướng chân sim bị gãy đi, cho nên là phải thay chân sim. Tình trạng này bị rất là nhiều, khách mà mua bên ngoài quên được hướng dẫn chỗ này nên bị rất là nhiều. Còn đối với máy của Kỳ Lăng Luxury thì hỗ trợ hướng dẫn cụ thể chi tiết từ ban đầu, cho nên hầu như tình trạng này không xảy ra nhiều. Ở ngoài thị trường chưa có trường hợp chưa có như này. Kỳ Lăng Luxury bởi vì gặp rất nhiều khách hàng và bán rất nhiều sản phẩm cho rất nhiều khách hàng, cho nên là nhận định được, biết được cái vấn đề hay bị đó, và Kỳ Lăng Luxury tung ra bản sim Nino. Những bác nào đang bị tình trạng đó và hay bị tình trạng đó và dễ bị tình trạng đó, chắc chắn sẽ bị tình trạng đó nếu như vô tình quên, thì hãy đến với Kỳ Lăng Luxury hỗ trợ mua cái khay sim nano này. Thì cái khay sim nano này á, em đang có hai bản vàng gold và bằng thép có luôn nha các bác. Thì các bác chỉ việc thay cái sim nano, khay sim nano này thì bây giờ thì đâu còn sim hồi xưa đâu, hồi xưa là sim nguyên miếng, đâu còn sim ngày xưa đâu, sim bây giờ là sim từng mảnh ghép lại thì đa số nó bị bung ra và gãy thì rất bình thường, nên hãy chọn cái khay sim này để mà hỗ trợ tối ưu cho cái điện thoại của mình. Và cái siêu phẩm này mà hiện tại thị trường rất ít, các bác tìm không ra đâu, rất khó, đặc biệt bởi vì con này cực kỳ hiếm, nó gọi là Verto DLC đấy. Các bác nhận thấy sự khác biệt giữa những con thép, những con bình thường thép là như thế nào các bác? Thật ra thì em không có biết được sản phẩm của bên khác nên em không đánh giá chất lượng của bên khác được, nhưng mà bởi vì em là người trực tiếp xử lý máy, trực tiếp nhận máy, trực tiếp bán khách máy cho khách, nên gặp rất nhiều trường hợp rồi. Nhiều bác bảo là máy của anh Nguyên Vinh chỉ 100%, nhưng mà đem đến Kỳ Lăng Luxury tháo ra kiểm tra thì thường hầu như là bị sửa chân sạc rất là nhiều, hầu như đa số luôn, không sửa chân sạc thì cũng đi xe hiển thị. Tại vì thường thường á, một cái máy, một cái bo mạch điện tử á, thường thì chúng ta nên chơi đồ Vinh đi, bởi vì một cái đồ mà đã qua sửa em xuống lấy cái bàn mới tin được chứ chân máy này tháo. Ở cho nên là nhiều bác bảo là máy zin cái dàn sạc này nó bắt buộc phải thay không? Zin là zin, zin là 100%, chứ không có zin thay như thế gì hết á. Zin là zin chứ sao zin mà thay được? Mà zin mà có dư ẩm nước thôi là không đủ điều kiện rồi. Bởi vì một cái máy mà đã qua sửa chữa thì khi mà mình can thiệp bằng dụng cụ của mình á, không phải là một cái hãng Vitron chuyên nghiệp, một cái hãng Vitron thuộc trực tiếp làm bằng lúc sản xuất á, thì khi mà những cái thợ bình thường á mà chưa có kinh nghiệm về Vitron á, làm sẽ có tác động vô thì thường thường nó sẽ bị ảnh hưởng tới những con xung quanh. Ví dụ như hồi nãy đi, mình kho chân sạc đi thì chắc chắn nếu mà thợ tay nghề yếu chắc chắn nó sẽ xì cả hai con xe thị, còn thợ mà chuyên nghiệp có khi không bị, có khi bị một con. Và chân sim cũng đa hay bị gãy do những bác xài sim bây giờ là đa số sim ghép từng mảnh. Con đeo sim này thì em mới lấy trong cái men, hoặc là em có thể tháo với một con máy nào bất kỳ, hay là mới lấy những men được, có men này quên đi. Đó thì con này các bác đang cầm đang xem là con máy DLC. Khác biệt với con thép là sao ạ? Chụp màn hình nhé. Thì toàn bộ đây là vỏ thép, vỏ đen bóng.
tính phím, và khác biệt giữa con Delsi này với những con khác giống con Cloud Debris là gì ạ? À? Phím nó là bằng Sophia. Lưng là lưng gốm, còn con này là lưng da. Thì những cái thành phần, những cái chi tiết trên cái sản phẩm được gọi Vertu này, mỗi bộ phận là nó có những giá trị khác nhau và những cái người sẽ thích khác nhau. Nhưng cái này là cầm bằng da thì cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó nhẹ hơn, còn một con này nó nặng hơn bởi vì ở phía sau và phía trên là bằng gốm ceramic cho nên là nó nặng hơn. Mỗi bác mỗi sở thích, mỗi người mỗi nhìn đam mê khác nhau, mỗi cái cảm thức gọi là cảm hứng và những cái sự nhận định về sự đẹp xấu khác nhau. Cho nên là Kỳ Lân Luxury luôn luôn sẵn sàng tất cả những sản phẩm đẳng cấp, và tất cả sản phẩm đều có sẵn 100% nha. Bởi vì không qua bất kỳ đơn vị trung gian nào, không qua bất kỳ, không phải là những cộng tác viên hay là không phải là những cái lấy hàng của nhau, thì cho nên là hàng có sẵn tại showroom hết. Như con này là con bằng khối mà một khách hàng ở Cà Mau mới vừa đặt. Hiện tại bác ấy á, từ con máy Banda các bác muốn đặt lên như thế này, bác ấy là không chịu trắng hết, bắt buộc phải có đen với vàng với trắng bác ấy mới chịu. Đây là nên Kỳ Lân Luxury phục vụ theo yêu cầu. Toàn bộ thanh vỏ được đúc bằng vành khối nguyên khối 18K, gốm zin, gốm zin một gốm zin, tất cả là zin hết. Chung cư thiên nhiên 304. Em cho anh một cái siêu phẩm nào mà nó điểm vàng đi, điện thoại điểm vàng. Nếu như các bác nào không thích vàng hết, thép hết, đen hết, thì lấy cho em một con máy xen kẽ đờ mi giữa thép và vàng. Đây. Đây là một siêu phẩm, giá tiền thì có hơn 168 triệu thôi. Một con máy zin hết vàng 18K xen kẽ. Toàn bộ là da zin, vàng zin, thép. Đó, các bác muốn đờ mi thì đờ mi. Nhiều bác xài con này lý do là cho anh một cái đồng hồ đờ mi, lý do là đeo đồng hồ Rolex. Em cứ để đi, lấy cái đồng hồ cho. Đó, lý do là đồng hồ Rolex. Với cái này nó sẽ hợp, đúng rồi. Nó sẽ xen kẽ giữa vàng và thép. Chiếc lắp mình chưa về tới hả? Lắp Rolex á. Các bác nào mà đang hứng thú về lắp tay á, Kỳ Lân đang về một chiếc lắp Rolex 5 viên kim cương chủ 54 nước D CI. Đó, các bác nào muốn một cặp vừa tiền mà lại sắc sang chảnh thì hãy chơi với con đờ mi này và đồng hồ Rolex này. Này, thấy không? Em mời em đi. Rồi, em hồ của anh. Hai, thường thường những cái đồ mà nhập nước ngoài về á, em phù hợp ra em hay ngửi lắm, bởi vì nó thơm. Thơm mùi da, thơm mùi chất liệu làm nên cái hộp nó rất là thơm, có nhiều cái vô tù á. Bỏ ra nghe mùi thích luôn. Hộp giá này thì nó cũng đẹp đấy, nhưng mà thôi, tập trung bộ hộp đẳng cấp nó đây. Nhìn cái hộp thôi thì chúng ta đã biết được nó đẳng cấp như thế nào đúng không ạ? Cái máy này là máy new. Bây giờ các bác có lượng cái máy này xài cũng không được. Chắc chắn luôn. Bây giờ em giới thiệu cho các bác tính năng. Trong cái... Em có muốn tháo máy tại đây cho các bác xem được không? Hay là bây giờ đồ đạc nhiều quá, bữa sau đây ha. Bữa sau chọn bất cứ máy nào tháo cho các bác xem. Tại vì Kỳ Lân Luxury là đơn vị trung tâm sạc của bảo hành Vertu. Hoặc là tất cả những cái vấn đề gì và về Vertu mà khó khăn nhất, tất cả những vấn đề về Vertu các bác ở chỗ nào chạy lan đi nữa thì cứ lại với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury hỗ trợ tất cả vấn đề về Vertu. Bởi vì Vertu chuyên nghiệp không cần nói nhiều, cái chuyên nghiệp mà chơi. Thì một cái máy á, thường bên trong hộp nó sẽ có là một cái túi cộng dây cáp. Túi thơm, túi nào mà tôi gọi túi thơm. Cầm dây cáp nhìn hoành tráng lắm. Em cầm đi mình. Ok, cầm dây cáp như thế này. Hai đầu tay xi hết. Hai đầu tay xi nha các bác. Một cái khăn để lau. Và một cái túi sách, hộp sách, sách vỡ đĩa của sách vỡ của nó mình không quan tâm gì, mình cần cái gì máy này xài cực kỳ đơn giản. Cái cấu tạo bên trong nó là phức tạp, còn xài cực kỳ đơn giản và bảo mật cực kỳ bảo mật. Nó tự tiêu hủy tin nhắn luôn. Một cái máy chính hãng new sẽ có một cái thẻ chính hãng như thế này. Và bên trong nó có một cái bên hông sẽ có số thông số máy, serial number, pin code.
model number. Bây giờ chúng ta muốn xài được cái máy này đúng không? Thì phải là máy mới. Mở nguồn lên đi, các bác cho thấy. Màu đen này, đó, màu đen. Chắc chắn là hỏi mình sẽ là làm sao để xài được. Ok mày. Ok, rất là đẹp luôn anh. Quá đẹp đúng không? Máy này là nếu như bắt trai một cái, bắt gái một cái thì tuyệt vời. Hai cái máy nó có một cái điểm đặc biệt ở đây nữa mà các bác, nhiều bác đã từng mua sau em chưa có cơ hội để trải nghiệm. Nếu như trên tay chúng ta có hai cái máy so với nhau, nó có một tính năng đặc biệt mà nhiều bác chưa biết là nội bộ. Chỉ cần máy A lưu đúng số thuận máy B, máy B lưu đúng số thuận máy A, và hai máy score riêng vào một chỗ bảo mật riêng của nó thì có thể gọi nội bộ với nhau mà không ai biết. Cực kỳ hay, tính năng này hay lắm. Khi nào mua máy các bác cứ gọi em hướng dẫn các bác vấn đề đó. Đây là một cái máy new. Hồi nãy cái máy này là máy đã máy test, cho nên là các bác thấy em vào được menu. Còn máy này là không vào được menu. Nó hỏi là enter đây, tức là nó cũng là nó đòi mã pin đó, rồi code. Thì chúng ta nhận được cái máy thì khui cái máy ra và lấy cái thẻ cạo cái lớp code này đi và nhập vào để active. Hiện tại thì bản so MOD là bản mắc tiền nhất, y chang như thế này, giá y chang như thế này, tất cả một cái y chang như thế này, mọi cái hoàn hảo như thế này. Khác biệt một cái là thép, đây là titanium màu gọi là màu inox bóng sáng. Còn cái MOD là công nghệ mà BBD màu đen bóng cực kỳ sang, là đen nguyên cái máy. Đó, máy này hiện tại Kỳ Lân có sẵn, bác gái chọn hồng, bác trai chọn đen hoặc là MOD đen. Giá chiếc này hiện tại là 99 triệu bác ơi. 99 triệu giá niêm yết của hãng. Màu hồng, màu đen đều 99 triệu hết. Có màu ebony là 126 triệu, nhưng mà nó y chang nhau, nó không. Đôi khi các bác xài màu này nhiều bác là thích hơn, bởi vì nó là cái bằng titanium và bóng lưỡng, cho chúng dù chúng ta có rớt, trầy, xước cỡ nào đi nữa thì với đội ngũ Kỳ Lân Bác Sĩ có máy móc hỗ trợ chuyên dụng các bác để hỗ trợ làm mới lại các bác. Bởi vì nó là bằng titanium và bóng lưỡng như thế này, trầy xước giúp làm bằng máy một cái là nó mới tinh lại liền. Đó là điều nên xài, có nên lấy cái này. Thứ nhất, giá thành vừa hợp lý, bảo mật rẻ, và nó lại có một cái tính chắc nữa là dùng hoài không cũ. Còn da này chúng ta thấy thay da cá sấu, thay da màu khác, thay da thằng lằn, da rắn, da rít, da cọp, da đeo, da gì chơi láng hết luôn, có muốn thay gì hay. Đó, hiện tại siêu phẩm này đang Kỳ Lân Bác Sĩ là đại lý chính thức ở Hồ Chí Minh, giá là trực tiếp là 99 triệu luôn bác ơi. Một chiếc Vertu thì từ 128 triệu, 168 triệu thì nó là đời cũ hơn, và một chiếc này không hề mới hơn, nhưng sự đẳng cấp của thương hiệu Vertu đã từ lâu đời. Và đây một phiên bản mới ra đời, cũng là người thiết kế của hãng Vertu ra đời và với những cộng sự để tạo ra siêu phẩm này, với hai cái máy phiên bản hoàn toàn khác nhau về sự thanh lịch thì có vẻ mỗi cái một kiểu, còn về cái cấu hình cấu tạo bên trong thì hoàn toàn khác nhau, kể cả cái sạc ẩm sạch Type-C mới nhất bây giờ và những cái công nghệ mới nhất bây giờ mà chưa có điện thoại khác có được của những cái máy cơ, đó chính là cái chế độ tích năng lọc được đo được không khí. Bác nào muốn trải nghiệm, muốn xem trực tiếp đến cực trực tiếp với showroom của Kỳ Lân Luxury.